cái phía sau này nó cũng sắp sụp rồi anh. Cái này phải sửa lại chứ để vậy mấy đứa nhỏ nguy hiểm mà. Làm lo cho con cái không đủ, con không có khả năng có dư mà lấy thấy được biết biết. Chúng anh em đây em mốt như vậy hoàn cảnh vậy cũng thương. Mà anh em toàn đi làm hầu không, đâu có ai có dư đâu giúp đỡ nhiều. Khó khăn cũng thấy vậy giờ. Nó hôm mai nó bị vậy nó bỏ vợ bỏ con. Tội lắm. Giờ anh em Hương cũng giúp đỡ cho nó vậy thôi. Thì phần nào hay phần nấy. Chứ khả năng mà giúp đỡ nhiều cũng được. Thật sự luôn. Nó nói thôi em ở nhà đi. Để anh đi anh mua sữa rồi anh ăn mì gõ luôn. Rồi để xách xe đi rồi nó quên tiền. Ông Tú nó quay trở về lụm mà nó vậy nó đi luôn. Ngô khai bà sữa cái gì bị lớn trong bảo cùng cho thằng nhỏ Út nó uống. Y quên đem tiền trong túi. Quay về lụm cái rầu. Trời ơi người ta cho hai thật tôi tiên gan. Đất từng đoạn ruột con ơi. Tôi già mà không cho tôi chết thì để con tôi nó còn sống là nó nuôi cháu tôi. Để tôi sống chi đây. Vâng, thưa cô chú anh chị, thì hôm nay mời đến đây để tiếp tục mà chia sẻ là hoàn cảnh của anh Bình, một người cha 35 tuổi đã không may cuối đời, để lại một người vợ và ba đứa con thơ. Đây là cái bên hông của ngôi nhà. Thì cô chú anh chị nhìn thấy như thế này cũng biết rằng là cuộc sống của anh chị khó khăn như thế nào. Đây là bên hông. Bây giờ thì mời sẽ bước vào trong nhà để gặp ba đứa nhỏ. Dạ. Dạ, con chào bà. Dạ, bà là mẹ của anh Bình đúng không? Dạ. Dạ, dạ. Con vào nhà con thăm mấy đứa một chút ha. Chào con. À, này là đứa lớn hơn à? À, là lớn à? Là cháu là hôm qua là cháu nói chuyện với chú đúng không? Dạ. À, thấy thương quá. Mẹ đi đâu rồi con? Mẹ con đi công chuyện. À, nó lớn rồi cho nó mở cái nhạc này nhỏ nhỏ giúp chú được không? Con nói mẹ con đi đâu rồi? Mẹ con đi công chuyện rồi. À, đi công chuyện rồi. Giờ có ba anh em ở nhà ha. Này là em nhỏ nhất của con à? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi con? 3 tuổi. 3 tuổi. Con là tên gì? Tên Nguyên. Tên Nguyên à? Cái gì Nguyên con? Võ Quốc Nguyên. Võ Quốc Nguyên. À, nói lớn lớn cho chú nghe nha. À, hôm nay con có đi học không? Dạ không. Không à. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3. Con bao nhiêu tuổi? 12. Ủa 12 tuổi mà sao là học lớp 3? À, là học hơi trẻ đúng không? Ừ. Nhưng mà khờ mà hôm qua thấy bé cũng xúc là nhiều nhất luôn á. Thấy lúc nào cũng khóc ấy, cũng thấy thương. Con có nhớ ba không? Ừ. Giờ con biết tại sao mà ba con mất không? Không. Không biết hả? À, vậy là bé này nó hơi bị khờ đúng không anh? À. À. Giờ con có nhớ ba không? Có muốn ra thăm ba không con? Còn cô kia có nói chuyện được không? À. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. 10 tuổi. Anh lớn hơn, hai đứa bằng nhau luôn ha. Rồi, đứng chung qua chú coi nè. À, ba đứa kìa. Này là 12, 10, 3 tuổi. Đúng không? Con tên gì? Tên Võ. Con là tên gì? Tên Linh nè. Võ Quốc Quân. Quân à, Võ Quốc Quân đúng không? Ừ. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3, con học giỏi không? Ủa, hai đứa là lớp 3 luôn hả? À, vậy là hai anh em học chung một lớp luôn. Ừ.
Rồi con nhớ ba không con? Nhớ. Nhớ à? Con muốn ra thăm ba không? Ừ. Rồi hôm qua đến giờ là bé rồi có nhắc cái gì cho ba ba không anh? Có nhắc ba nó không? Nó thức sáng đêm. Thức sáng đêm nhớ bà, thức sáng đêm. Này đó là ngủ không? Ngủ không được luôn à? Nó rồi lên mua cát, đem ba nói gì, kêu ba nói gì. Dạ. Ba đứa là lúc tối là nó ngủ không được hả bà? Nó thường nhớ cha nó ngủ không mà được. Dạ. Ủa còn anh là anh ruột của anh Bình luôn à? Anh đẻ. Anh này nè, anh ruột nè, thứ sáu. Anh làm công việc gì? Làm hồ. Cũng làm hồ luôn à? Ừ, anh là anh thứ mấy của anh Bình? Thứ sáu. Thứ sáu, là thứ Bình 8. Là Bình là thứ tám. Ừ. Thì mấy cô bác mà có cái lòng ái mộ thương gia đình con tôi. Dạ. Tôi cũng người mẹ đơn thân. Dạ. Thì những gì của tôi, của vợ chồng tôi tạo ra hôm ngày hôm nay thì chồng tôi cũng ra đi rồi, nay mấy năm rồi, thì tôi cho con tôi đứa một chút vậy đó, tụi nó xây dựng mấy ấm lớn mấy gì do hai bàn tay tuổi trẻ dựng lên. Thì bây giờ không ai con tôi gì thì dâu tôi nó phải ở đây nó bảo dưỡng con nó. Chứ giờ biết làm sao, tôi già rồi nay còn có chút xíu gì nữa là 70 rồi. Không có thể nào lo cho cháu được. Tôi chỉ có tiếng nói là con gắng bằng. Chồng con đã ra đi rồi để lại cho con ba đứa con. Thì con phải gắng bằng nuôi con ăn học được bấy nhiêu là hay bấy nhiêu. Còn anh ta em còn lợ thì thương con. Cái mền đã rách rồi thì anh em xúm xích lợ mua cái mền mới đắp cho các cháu nó được ấm áp. Còn những gì nhỏ bé nữa thì đùm bọc cho con nó bữa đói bữa no cho có với người ta. Tôi chỉ khuyên mấy anh mấy em đó như thế đó thôi, chứ giờ tôi động viên con tôi vậy thôi. Đừng bỏ nhau. Chứ giờ biết làm sao đây. À, bà ơi, cho con hỏi là sau khi mà lo an táng cho anh xong á, thì ngoài cái chi phí thì gia đình của chị có đủ để lo không? Nó cũng đâu vào đó gói ghém cũng mấy. Vừa đủ. Thì bây giờ tôi nói thực tế, anh em bằng chung thờ hồ với thằng này mua vật liệu xi măng gì đó, cát gì đó, ngày hôm nay là đi lên xây mã cho thằng này, rồi vợ nó đi mua cái mộ bia là anh em chung tay bằng chung bỏ công ra xây cho con tôi một năm mộ nó vậy đó, chứ không phải là cái gì phải nói thực tế với lòng mình đi. Nếu còn bao nhiêu đó là lỗi cho nó, để mai sau rồi con nó càng ngày càng lớn không có tiền xây mã cho cha nó thì tâm nguyện. Vợ nó nói giờ mẹ ơi, giờ còn có chút xíu gì nữa thôi để con xây mã cho chồng con nha mẹ. Thì tôi nói bây giờ chồng con mất rồi, cô bác Hương đến đốt cho chồng con cái hương thì đưa chồng con lên phần mộ cũng được rồi. Giờ còn chút xíu vậy con có lòng lo cho chồng con cái nấm mộ vậy thì mẹ cũng cảm ơn mẹ Hương. Con lo cho con của mẹ. Tôi thì tôi nói thiệt không ạ. Cái số sao tôi nói vậy đó. Bà cố gắng bà ha, bà cũng lớn tuổi rồi, đừng có suy nghĩ nhiều rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Dạ. Thì giờ cái nói chung là theo bà chia sẻ thì con nghĩ rằng là anh thì nó cũng đau vào đấy cũng ổn rồi, nhưng mà giờ quan trọng nhất là ba đứa nhỏ. Dạ. Cuộc sống ba đứa thì không biết là sau này nó như thế nào. Dạ, dạ. Đường nó còn dài, tương lai của mấy cháu tôi nó còn xa lắm. Con mình mẹ nó giờ làm lương có ba từ mấy. Không ổn chữ trẻ đó. Dư cũng được, cũng dư. Dạ. Sợ thiếu hụt là lo cho con cái ăn học. Thứ nhất, cái hai, ăn uống mỗi ngày chi phí mẹ
30 con, 40 con. Sợ trang trải 350, trang trải nổi. Nó thật sự là vậy. Chú Út nó có hy vọng, nó có nói là chị phải yên tâm đi. Em ở với mẹ thì buổi sáng em mua cái gì mẹ ăn rồi mấy cháu ăn. Chị cứ lo sức khỏe chị mừng, chị lo con chị. Còn cứ em sáng em mua đồ ăn về nấu cơm, mẹ ăn cái gì mấy cháu ăn cái nấy. Chú Khí Múc nó nói như vậy đó. Thì cho con tôi, dâu tôi nó bớt cái phần lo lắng nữa, nó mừng nó kiếm chén cơm chứ gạo hàng ngày. Tương lai mấy cháu tôi nó còn mù mịt, nó cũng xa lắm. Bây giờ anh em nó có Khương thì đứng tay chân nặng lo cho cháu nó. Chứ giờ biết sao. Giờ thấy ngôi nhà cũng không có gì đầy đủ ha. Hôm qua có một người cô của ba đứa cháu có chia sẻ rằng là đến nỗi mà vợ cũng không có được cái tấm nệm để nằm luôn ha. Dạ, đúng rồi. Trời, thương thiệt. Đi gì đi mần hồ, chồng mần hồ. Em vô bên trong này em xem thử. Em cũng muốn quay lại cho nó rõ ràng á, để cho cô chú Mạnh Thường Quân được biết. Đây là cái phòng ngủ của anh chị ha. Rồi, chẳng là có gì, đúng là sự thật luôn. Còn phía dưới này là cái bếp. Cái phía sau này nó cũng sắp sụp rồi anh. Cái này phải sửa lại chứ để dạy mấy đứa nhỏ nguy hiểm mà. Làm lo cho con cái không đủ, không có khả năng có dư mà đi. Thế được cái bếp. Chúng anh em thì đấy, em út nó dạy hoàn cảnh vậy cũng thương. Mà anh em tàn đi làm hầu không, đâu có ai có dư đâu giúp đỡ nhiều. Khó khăn cũng thấy vậy giờ. Nó hôm mai nó bị vậy, nó bỏ vợ con. Cái tội lắm. Thì giờ anh em Hương cũng giúp đỡ cho nó vậy thôi. Thì phần nào hay phần nấy. Chứ khả năng mà giúp đỡ nhiều không được. Thật sự luôn. Thì chắc giờ anh chị của anh Bình cũng có gia đình hết ha. Thôi mình ra ngoài đã. Thì tôi có chút xíu từ đầu trên xuống đầu chứ. Cho con đứa là nhà vậy đó. Thì sổ sách tôi cũng lo hoàn hảo cho đứa nào. Miếng đất cái nhà nào có cái sổ nấy nó hoàn hảo tròn bụng con là mẹ rồi. Thì chính con manh áo còn sống hàng ngày. Thì các con tự lo. Mẹ già rồi mày không lo được nữa. Mẹ cứ cho tụi con đứa chút gì đó. Thì lo rồi kiếm cơm. Lo cuộc sống hàng ngày để các con. Mẹ hết sức rồi. Ba con cũng mất rồi. Giờ mẹ còn mình mẹ cũng lo cho tụi con hoàn hảo như hay đó đó. Chứ còn tôi không còn tiền để mà lo nữa. Chỉ có nhiều đó, nhiều đất cho đứa chút mười đứa. Mười cái chút chị đó. Giờ chắc em nghĩ là gia đình giờ cũng chưa nghĩ là đây là sự thật luôn đúng không anh? Thật bất ngờ. Cái sự việc nó xảy ra quá bất ngờ với lại... anh Bình cũng còn khá là trẻ tuổi. Nó bỏ vợ bỏ con nó vậy thấy tao lắm. Tụi này cái xui của nó ăn thương lắm. Ba đứa thờ hết, đứa còn hai đứa. Đứa thứ ba, đứa Út chút xíu không. Đứa bị thờ, đứa lớn thì thờ. Mình cảnh cũng thấy tội. Phải chi mà vợ nó để vợ nó đi mua sữa thì không có gì xảy ra. Nó nói thôi em ở nhà đi. Thế anh đi anh mua sữa rồi anh ăn mì gõ luôn. Rồi để xách xe đi rồi nó quên tiền. Ông Tú nó quay trở về lắm mà nói vậy nó đi luôn. Mua khai và sữa cái gì bị lớn trong bảo cùng cho thằng nhỏ Út nó uống. Đi quên đem tiền trong túi á. Quay về lộng cái rồi. Trời ơi người ta cho hai thật tôi tiên gan. Đức từng đoạn ruột con ơi. Tôi già mà không cho tôi chết thì để con tôi nó còn sống là nuôi cháu tôi. Để tôi sống chi đây không biết.
À, bây giờ thì cố gắng mà nuốt đau thương, thì cứ nghĩ rằng đây là cái số phận của anh. Giờ cũng không nên là tự trách mình nữa, bởi vì giờ tuổi bà cũng đã lớn rồi, mấy anh chị cũng đã có gia đình, thì sự việc như thế nào nó cũng đã xảy ra rồi. Cố gắng bà ha. Dạ, xin cảm ơn em nhiều. Dạ, dạ. Em xin phép em thắp cho anh một nén nhang ha. Dạ.